Đây là một cái màn hình giao dịch chứng chỉ quỹ của công ty chứng khoán Techcom Securities, và tôi đang lấy một cái ví dụ là quỹ TCEF, là quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom top 30. Đây là một cái quỹ mà tôi nghĩ rằng là nó cũng khá là hay ở trên thị trường. Thì anh chị có thể thấy, nhìn thấy một số cái thông số mà chúng ta sẽ phải nhìn, ví dụ như tổng NAV đúng không? Rồi NAV trên CCQ. Đó, nó ra con số này thì đây chính là con số giá chứng chỉ quỹ. Thế thì khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta phải hiểu được những cái thông số này nó được tính như thế nào, đó thì nó có thay đổi ra sao, tại sao nó lại thay đổi, thì sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị ở cái slide sau. Xin mời các anh chị. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi, sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin chào các anh chị đã đến với cái bài học đầu tư chứng chỉ quỹ. Thì đây là một trong những cái bài học khá là quan trọng để mà các anh chị có thể xem được, biết được giá của chứng chỉ quỹ mình mua và cách tính như thế nào. Thì trước hết thì chúng ta cần phải nắm được cái mệnh giá của chứng chỉ quỹ. Thì theo quy định của luật chứng khoán ấy, thì cái mệnh giá của chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng. Và cái giá thị trường của chứng chỉ quỹ sẽ được tính như thế nào? Nó bằng NAV chia cho tổng số chứng chỉ quỹ. Thế thì cái NAV này là gì đúng không ạ? Thì cái NAV này nó chính là cái giá trị tài sản ròng bằng tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả. Nói chung là nói đến đây có lẽ các anh chị sẽ khó hiểu đúng không ạ? Tôi đã làm một cái file Excel rất là chi tiết để tôi tính cho các anh chị xem cái NAV, tôi mô phỏng cho các anh chị xem cách tính giá của một chứng chỉ quỹ để các anh chị dễ hình dung khi mà các anh chị xem ở trên các cái bảng đặt lệnh chứng chỉ quỹ ở các cái công ty chứng khoán. Xin mời các anh chị và các bạn xem cái file Excel của tôi. Ở đây là một cái bảng tính giá chứng chỉ quỹ tại ngày T mà tôi đã lập ra. Thế thì các cái thông số cơ bản mà các anh chị cần phải có được. Thứ nhất là gì? Các anh chị sẽ phải điền các cái thông tin. Thứ nhất là số tiền vốn góp ban đầu. Tôi giả định như là 5 tỷ đồng, mệnh giá của chứng chỉ quỹ mặc định là 10.000 đồng rồi. Và số lượng chứng chỉ quỹ ở đây sẽ là 500.000 chứng chỉ quỹ đúng không ạ? Tại sao lại là 500.000? Thì anh chị lấy 5 tỷ chia cho 10.000 đồng thôi thì nó sẽ ra là 500.000. Bây giờ chúng ta sẽ minh họa cái tình huống. Trong cái slide thì chúng ta tính được là NAV sẽ bằng là tổng giá trị tài sản đúng không ạ, trừ đi tổng các khoản nợ thì nó sẽ ra là giá trị tài sản ròng. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải tính tổng giá trị tài sản là bao nhiêu này, tính tổng các khoản nợ là bao nhiêu này, tính giá trị tài sản ròng đây NAV, và cuối cùng thì chúng ta sẽ tính giá của chứng chỉ quỹ. Tôi lấy một cái ví dụ rất là đơn giản như thế này để anh chị dễ hiểu nhá. Cái quỹ đầu tư A thì cổ phiếu A sẽ là 10.000 cổ phiếu B sẽ là 20.000, cổ phiếu C là 30.000. Đó thì cái giá vốn ban đầu khi đầu tư ấy, thì cổ phiếu A sẽ là 20.000 này, cổ phiếu B sẽ là 80.000, cổ phiếu C sẽ là 100.000. Và cái tiền mặt trong quỹ hiện tại giờ đang là 200 triệu. Và giả định như thế. Thì tổng giá vốn ban đầu đó thì anh chị có thể nhìn thấy rất là dễ ở đây. Tổng giá vốn nó sẽ là 5 tỷ, đúng không ạ? Đấy, 5 tỷ nó tương đương với vốn ban đầu, vốn góp ban đầu. Ví dụ như thế. Và cái giá thị trường hiện tại, tôi ví dụ như bây giờ là cổ phiếu A đang là 25.000, cổ phiếu B đang là 100.000, cổ phiếu C đang là 130.000. Thì tổng cái tài sản quỹ bây giờ sẽ tính như thế nào? Ở đây thì tôi lấy một cái ví dụ như là cái quỹ này đã đầu tư một cổ phiếu D và bán được, nhận được cái lợi nhuận là 50 triệu nữa. Thì tổng giá trị tài sản của quỹ bao gồm cả tiền mặt, cả lợi nhuận và giá trị thị trường của các cổ phiếu
là 6,4 tỷ đồng. Giả định như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tính các cái khoản nợ của quỹ tại cái ngày T-1. Chi phí quản lý, tôi ví dụ như là nó sẽ là 76,8 triệu đồng. Chi phí kiểm toán là 10 triệu đồng. Chi phí ngân hàng giám sát là 2 triệu 560 ngàn đồng. Rồi phụ cấp của ban đại diện quỹ sẽ là 3 triệu đồng. Đại lý chuyển nhượng sẽ là 10 triệu đồng. Chi phí khác sẽ là 20 triệu đồng. Và tổng cái chi phí quỹ sẽ là 104,36 triệu đồng. Chúng ta sẽ tính được ngay cái giá trị tài sản ròng NAV sẽ bằng tổng giá trị tài sản trừ đi nợ, sẽ ra là 6.295.640.000 đồng. Bây giờ cái việc tính giá của chứng chỉ quỹ rất là đơn giản rồi đúng không ạ? Giá của chứng chỉ quỹ sẽ bằng giá trị tài sản ròng NAV này chia cho số lượng chứng chỉ quỹ là 500.000 đấy ạ. Thì anh chị và các bạn sẽ ra giá của chứng chỉ quỹ nó sẽ là 12.591,28 đồng. Tức là nó tăng so với mệnh giá rồi đúng không ạ? Tăng so với mệnh giá là 2.591,28 đồng. Ok, như vậy là các anh chị và các bạn đã hình dung được cái cách để tính được cái giá chứng chỉ quỹ mà hiện tại các công ty chứng khoán hay các công ty quỹ họ đang tính và chào bán chứng chỉ quỹ cho các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Và nếu anh chị và các bạn có những câu hỏi gì, hãy comment dưới phần bình luận của YouTube. Và nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy like giúp tôi để lan tỏa nhiều hơn nữa tới rất nhiều các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các cái video tiếp theo về chứng chỉ quỹ nha.